không chỉ chịu cảnh khổ sở vì khói bụi, bùn lầy, mỗi khi đi qua khu vực dự án mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm, người dân còn thường trực với nỗi lo gặp tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Bản thân chị là chị cũng suýt ngã ở đây rồi. May là chống kịp chứ nó không thì đường nó mưa mà nó trơn mà ngã. Nhất là mình đi về buổi tối mà đường nó toàn hố mới ổ như thế này là mình có nhìn được cái gì đâu. Dạo này nó còn đỡ chứ trước đất đi còn trơn, bao nhiêu người còn ngã. Trong năm nay là thấy ở gần đoạn này là phải có hai nạn nhân bị tai nạn giao thông. Trong khi đó, các hộ dân quanh khu vực đang thi công dự án phải sống chung với bụi bẩn và ô nhiễm tiếng ồn, khiến cuộc sống đảo lộn, ảnh hưởng. Rồi em nhìn thấy đường đi nó khó khăn như thế này thì làm gì có ai người ta đi lại đường này, người ta toàn đi đường làng. Suốt ngày xúc máy cẩu đường biết bẩn thỉu như thế này làm gì có ai đâu, có tháng còn chả được khách nào ấy. Cái cống này hôm người ta ra làm có 2 hôm, xong đến 2 hôm nay là bỏ, chả làm nữa. Quay lại như thế này thôi thì đấy, cái đường đấy nó lầy lội như thế mà là ngổn ngang như thế. Chậm lắm, năm nay gọi là ế còn chả dám đến từ giờ đến Tết còn chả dám buôn bán gì nữa, sợ không bán được ấy. Hy vọng là cơ quan chức năng làm nhanh chóng để người dân sinh hoạt được sạch sẽ và buôn bán nó tốt hơn. Dự án mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân, dài 3,7 km, thuộc dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường An Dương Thanh Niên giai đoạn 2, có tổng mức đầu tư 815 tỷ đồng. Do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2021. Tuy nhiên, sau gần 4 năm, kể từ thời điểm thi công vào tháng 6 năm 2020, dự án vẫn chưa thể hoàn thành và gây nhiều bất tiện cho người dân sinh sống trong vùng ảnh hưởng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội khẳng định, phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo mở rộng đường Âu Cơ Nhật Tân ngay trong tháng 6 năm 2024.